Đầu năm là thử thầy các bạn ơi. Mình nhận lòng sắp bộ binh rồi, nhưng mà chưa bộ binh là bộ núi vậy. Trời ơi, đây có đội đội hình có gì nè? Quá trời luôn nè. Bún măng gà, cái gì gỏi gà. Rồi đây cái dĩa này nhìn sơm tụ nè, đầy đủ đồ luôn nè. Cái mũ quá, không biết. Chả nem, rồi này là gì? Hủ, qua đó bánh chưng, này chả, cái này nem. Rau. Rau để cuốn. Cái này Ủa, mình hình như kho. Mình có thịt kho ha. Này mình đang bún măng gà các bạn. Các bạn xem ngon không nè? Ngon hấp dẫn. Chị nấu ngon quá trời. Vậy hả? Đi làm mới về luôn các bạn giờ. Ơi. Nhìn nhìn hấp dẫn nha. Bây giờ 9 giờ rưỡi tối. Mình xuống đây mình ăn xong mình đi đón giao thừa luôn các bạn. Đường, đó. Mời các bạn nha, mời các bạn. Mời các bạn. Thích không biết? Hôm nay Ngọc mặc đồ đẹp mấy bạn. Đẹp chưa? Nữ sinh áo dài đó. Quá đẹp luôn. Mấy bà chị mặc đồ cũng dễ thương lắm nè. Ngày mai mùng 1 mình đi chùa các bạn. Thu ba nào. Mai đi chùa hả? Ngon quá. Ngon. Ngon. Má Nhung ngon, má Nhung. Ngon quá. Nồi được đó. Hai nồi được đó. Nấu hai nồi rồi hả? Ừ. Cho nhiều nước vô đi, ăn nhiều nhiều chứ. Tô gô đó phải ăn gì không đâu. Đó, từ từ. Vậy cho nước kìa. Ngọc có làm nước nè, mấy anh chị. Lá ăn xong crawfish nữa, crawfish ngon nữa. Hai thánh crawfish nè, một người cân mâm. Một mâm nè, hai mâm nè. Còn nữa không? Còn nữa. Còn nữa hả? Ba mâm hả? Ngon không, ngon không? Ngon quá. Trời ơi, crawfish ngon quá, một ngày ăn rồi. Nếp tí. Nettie bị miss crawfish nha. Cứ ngồi mà cứ sắm chi sảnh là nó không còn cái gì ăn á. Ngon, bỉnh của đỉnh. Giờ chưa có tới mùa nhưng mà nó cũng tươi lắm, nó không có phải là frozen nữa. À. Ngon. Mà ăn còn chi với? Này á, còn được. Đúng em không? Tại vì nó không gì? Có gia vị nhiều. Đâu quê, thú em chi. Ừ, rất flavor. Đó là flavor. Đây, người đẹp ăn người đẹp. Tay vô. Chân tay ăn đi, nè. Ngồi xuống ăn. Ngon hả? Tội nhất là tội cho thằng cameraman đó. Ừ, cãi đi. Cameraman. Nó pin. Tội nhất là cameraman đó. Biết đâu, hên đó là cameraman đang quay. Cameraman mà bỏ cái đó xuống một cái là hai cây còn thế nào. Tàn sát thôi chứ. Tàn sát thôi chứ có gì đâu mà. Thanh đâu chị? Ừ. Ăn đi, cả nhà ăn đi kìa. Ngon quá cả nhà ơi, ăn kho mít đi. Tì nó hả? Khô hả? Khô đi, khô ngon hơn. Cái này đưa sao? Cái sốt á. Chú kho thích khô hơn à? Thích khô hơn. Cái của con là sốt nhiều á. Thích khô hơn. Nó quét á. Mà nó tươi lắm. Ở đây có thịt vịt nữa hả? Không ăn vịt hả? Gà. Ê? Gà. Gãy. Lõi gà. Lõi gà ớ. Gà ngon mới còn là tụi nó muốn gà. Gà bà. Ngon bên. Ngon. Nước mắm ngọt ngon. Ngon. Vô ăn đi, mắc cỡ gì nữa. Nó ăn đi rồi pho hầu sao cho, pho bầu sao. Ăn hết đi pho nhịn cho, đâu có gì đâu. Màu đỏ hả Ti? Ừ, tại nó nướng chín mà con nấu chín rồi con. Bên kia nó màu đen, bên vô lấy vỏ nó nằm mà. À. Nó cứng. Nó thấy cứng, còn này nó mềm nè. Nó bữa tới là bắt rồi lấy liền. Nhiều cái bắt vô lấy liền. Cái này là không ngon á, nó mềm. Trời ơi. Vua cờ bạc. Một sen một gián. Chị cái này là chị ăn là chị nó. Quýnh lấy hình. Nó mềm. Cứng lắm rồi chị nói cái con bự nó cứng. Ừ. Chị Linh với ông Thảo. Chị chuyên gia ăn con bự cứng. Mà lên ăn đi. Bên cung cấp cho dễ bên đó. Dạ. Nó dễ cho con cái đĩa. Nó không vừa. Mai tính đi chùa nào? Chùa ở dưới đây. Thao thao hả? Thao thao.
chị Ngọc đi tham quan cái nhà đấy nha, tại cái nhà mới sửa lại á, nhà chị lấy lại cái nhà này nè, chỗ mua đó sửa lại giờ xin lòng đẹp nha, đẹp sửa đẹp ừ. Cái gỗ này là bữa này là thảm nè, đúng rồi, bây giờ thay gỗ luôn rồi nè, đẹp quá trời không ừ. Đẹp quá, để lòng thử tham quan, đi tham quan cái nhà ui đẹp quá. Ủa sao làm hai màu vậy luôn hả? À, hai tone, two tone colors. Đẹp quá, hai màu luôn hả? Ôi ôi, đẹp. Cái này là laminate. Cái này laminate hay là? Cái này laminate gỗ ta. Laminate gỗ bên, laminate hả? Laminate. Cái này là phòng master bed nè. Ồ, của, đẹp quá ha. Hai vợ chồng anh chị rộng ha. Rộng thênh thang. Ôi, rộng nghe sợ luôn, bữa thảm á, đã thấy rộng rồi, bên này hai laminate vô còn rộng hơn nữa. Còn cách xa, này để tivi bên này luôn ha. Rộng dễ sợ luôn, đẹp hết trời. Rộng dễ sợ luôn. Bên, xong lấy phòng này con. Master. Master thì lấy luôn chứ mắc gì master. Cái này mà lấy ra đường ngủ. Gặp chú Phò là dành liền tại chỗ. Ông bà già đi đâu đi. Let me stay here. Yeah, restroom. Mở đèn lên please. Mới. Đẹp quá trời. Mới toan. Quá đẹp, đá sẵn. Đá đẹp luôn nè. Trời ơi. Đẹp, đẹp quá trời đẹp. Ừ. Có phòng ngâm nè, bên dưới ngâm không gì? Tắm nè, sạch sẽ ngon à, lành. Mới thay lại restroom toilet luôn. Brand new hết. Brand new. Good. Đẹp quá ha. Chưa có tân gia. Mình lên ăn cuối năm này nó có ngâm. Cuối năm xong review nhà luôn. Giống mình luôn. Giống mình luôn. Mình cũng mới mua cặp này luôn nè. Xem, cái này màu trắng. Không biết là phải mua đồ mà nhìn giống giống mình đó, look alike đó. Look alike đó. Bự quá trời luôn hả? Mình đã hỏi thử cái nhà mua bao nhiêu. Ừ. Mua đồ gì? Mình không có mua này ta. Cái đó là chủ nhà cũ chưa? À, cái chủ nhà cũ đó có cái cover đó. Cho vô được không? Có gì là có gì đặc biệt không? Không? Mở đèn mới tắt nó xuống hoài nó mới sẵn. Ồ rộng quá bên ha. Rộng nè. Nhà này chú Phò thích nè, phòng nào cũng rộng. Phòng nào cũng được hết. Nhà ở đây khu này nhà nào phòng nào cũng rộng giống nhà chị Linh cũ hồi xưa đó. Nhà sướng phòng rộng. Phòng nhiều, rộng nhiều nhà mới nó nhỏ lắm. Mẹ con lấy phòng này không? Phòng này đẹp nè. Sao bữa kia nó không nó con cái phòng này nè. Không, hôm bữa con lấy phòng đó. Tại sao? Phòng này đẹp mà. Với phòng này nó... Lấy phòng kia đi. Chú phòng chết, cái cây chú Phò thích phòng kia kìa. Tối ngủ gió. Rồi cái này là phòng game room nè. Ừ. Hôm bữa là thảm. Thảm hết, bây giờ lót sạch hết. Lót sạch, nhìn nó sạch sẽ, sợ. Big upgrade liền ha. Big upgrade luôn. Đúng không? Sạch sẽ quá trời, rộng ha. Nhà mà bỏ này vô thấy nó rộng. Rộng nè, này để phòng dạ, phòng nhỏ dạ. À, cũng lót gỗ luôn gì lót lâm nay luôn đẹp nè, phòng con gái có khác nè, có hết mấy cái còn sao? Trống bỏ thôi, phòng để sẵn thôi, nhiều khi cho phòng guest cho khách, cho guest thôi. Bữa nào ngọc xuống đây mà ngọc ở phi quá thì ngọc ngủ đây. Phòng phòng guest để sẵn cho nhà. Phòng guest. Guest. Đẹp quá, nói chung là cái laminate màu đẹp. Laminate đẹp, biết sợ cái màu đẹp. Đá đẹp hết trời. Xài mấy cái bồn mới hết nè. Ồ anh làm cái này luôn nè. Thích cái này nè các bạn. Thích này nè. Đẹp hết cửa đẹp. Đó, làm cái này nè. Làm cái này nè. Nói chung là nhà đẹp. Đẹp. Thầy thợ và nhà thợ mà. Nhà này nhà của thợ mà. Bốn người á là tiền công nhiều lắm á. Nhưng mà ông anh rể ông làm cái nghề công tác sình nên là cũng làm. Nhà thợ mà. Ví dụ sửa cái nhà này bỏ vô khoảng 20 ngàn. Nhưng mà nếu mà mướn thợ cái nhà phải 30 ngàn. Nói chung là quá đẹp phải không? Ừ.
Rồi tắt đèn dùm pin đi. Thank you con. Cảm ơn con. Thank you for. Ở bên rễ nha. Cái nhà này hồn sữa khoảng nhiêu tiền? 20. 20. 20 là không có labor đó. Đây anh labor của anh á. Bây giờ anh tốn toàn bộ tiền labor đó, tốn đúng 1.500. Anh tốn cho thằng phụ anh á. Ờ, anh có người phụ. Không, phụ là anh đào thôi. Rồi, rồi, rồi. Cái nhà cây bự quá trời. 1.400 kêu em nè, em trả lấy 1.400 thôi. Trời ơi. Cây gì? Cây gì? Sao không có cây gì đâu? Có, chặt là gì? Chặt hả? Cây nào? Ở đâu? Không, cây bự vậy nè. Ở đâu? Anh không muốn mễ phải không? Chuối nhỏ xíu mà. Mễ gì Nam? Mễ nó khỏe, làm cái gì được? Cây chuối đó. Cây chuối đó, lúc trước mình chặt đó. Cây gốc bự này nè. Trước mình chặt đó, giờ anh chặt phải không? Hả? Giờ anh chặt bỏ phải không? Làm hết luôn hả? Là coi như là mình cái hàng rào của mình hết luôn. Hàng rào của mình hết luôn. Để đâu mà coi thử coi. Cái hàng rào quá đẹp luôn á. Mưa hả? Có dần mưa. Cái hàng rào sửa hết rồi. Đóng có cái chân ở dưới luôn nữa không? Ừ. Ô hàng rào mới cao luôn. Hàng rào thơ ôi đẹp quá à. Nó qua từ bên đó luôn xã. Qua nó bên này luôn cái coi như là 20.000 hả? Cái sân rất là đẹp. 20.000 hả? 20.000 nhưng mà anh nói 20 trả khoảng 1.000 mấy cho thằng cho thợ dịnh. Chứ mà tiền công này là cũng nặng đó. Dĩ nhiên. Quá đẹp, quá đẹp. Nhà quá đẹp luôn. Đây nè. Cái này là cũ, là bên này cũ nhưng mà vẫn đẹp.